Ngày 2 tháng 9 năm 1945, với bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, non sông thu về một mối. Và cả những thời khắc đánh dấu sự chuyển mình của đất nước lên tầm vóc mới, vị thế mới. Những thời khắc linh thiêng vun đắp thêm niềm tự hào về lịch sử đất nước trong mỗi người dân Việt. Thế nhưng, đó đây vẫn có những luận điệu chối bỏ, phủ nhận sự thực, tư tưởng xét lại lịch sử và vô tình hay cố ý lãng quên lịch sử dân tộc. Phản bác những luận điệu xấu độc, bôi nhọ lịch sử dân tộc, lên án những thái độ tiêu cực, vô tâm đối với lịch sử đất nước trong chương trình đối diện tháng 8, không được lãng quên. Mời quý vị đến với chương trình đối diện tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày tháng 8, tháng 9 hàng năm, thì người dân Việt Nam lại tràn ngập với cảm xúc tự hào về những dấu mốc son trong lịch sử dân tộc. Đó là Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đó là niềm tự hào và kiêu hãnh của một dân tộc đã làm nên những kỳ tích, những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đã trở thành niềm cảm hứng của nhiều dân tộc khác trên thế giới. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên bản đồ thế giới đã có tên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người dân Việt Nam từ vị thế nô lệ sống dưới ách đô hộ của thực dân và phong kiến đã trở thành những người dân có tự do, được tự quyết về vận mệnh của chính mình. Lịch sử vẻ vang của một dân tộc anh hùng luôn luôn được ghi nhớ và biết ơn bởi bao thế hệ đã dâng hiến cả cuộc đời để đất nước có được cơ đồ vị thế như ngày hôm nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hay đại văn hào người Pháp Victor Hugo từng khẳng định, lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ. Như vậy, lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai. Và có nhìn lại lịch sử Việt Nam, trân trọng từng thời khắc dù là đau đớn hay hạnh phúc, thì từng người dân hay cả dân tộc mới có thể có thêm hiểu biết, có thêm niềm tự hào và sức mạnh để vượt qua thử thách hiện tại, hướng tới một tương lai còn tươi sáng hơn nữa. Cổng trại Bảo An Binh, tiền thân là trại lính Khố Xanh của quân đội Pháp, dấu tích gắn liền với sự kiện Cách mạng tháng 8 năm 1945 mới được trùng tu. Đại tướng Nguyễn Quyết, ở tuổi 102, nhưng ký ức của ông vẫn lưu giữ về những ngày lịch sử mà chính ông, với sự hậu thuẫn của quần chúng nhân dân, đã vừa thuyết phục, vừa trấn áp lực lượng Bảo An Binh, vận động họ tham gia lực lượng vũ trang cách mạng hoặc trở về quê. Một trong những mối đe dọa lớn nhất cho sự thành công của tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19 tháng 8 đã được xóa bỏ. Vấn đề quyết định là lực lượng quần chúng. Hà Nội đã giải quyết được vấn đề có tính quyết định là giải quyết lực lượng quần chúng. Thế cho nên chiều 17, Thành ủy đã tổ chức cuộc meeting lớn động viên dân khởi nghĩa. Trong cuộc biểu tình hàng chục vạn người như vậy, thì phát xít Nhật không dám can thiệp. Thành ủy thấy tình hình thay đổi, tối 17 họp ngay vì thời cơ chín mùi. Thành công của Cách mạng tháng 8 không chỉ là kỳ tích vĩ đại có 102 trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, mà còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đó là nguồn cổ vũ quý giá đối với các quốc gia dân tộc đang bị mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Cách mạng tháng 8, Việt Nam thành công. Và khó là chính phủ đầu tiên của Việt Nam là những người mà cực kỳ là giỏi. Các nước thuộc địa khác của Anh Quốc, của Pháp sẽ đi theo. Ấn Độ nhé, Malaysia, cả châu Phi. Một nửa là của Pháp, một nửa của Anh Quốc nhé. Chỉ có hơn 5.000 đảng viên trên tổng số 20 triệu dân lúc đó. Nhưng đảng đã lãnh đạo thành công của cách mạng. Điều đấy khẳng định uy tín của đảng trong quảng đại quần chúng, là minh chứng giàu sức thuyết phục về đường lối, mục tiêu của đảng, đồng điệu với khát khao, nguyện vọng của nhân dân. Đó là giành lại được độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc.
Khát vọng ấy đã thành hiện thực 30 năm sau đó, vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hàng chục năm ở chiến trường, vào sốt rét này, đói khát này, chiến đấu này, bom đạn này, B-52 này, đầy những khó khăn thử thách. Có những lần bị thương nhưng mình đã vượt qua được. Thì đến cái ngày chiến thắng thì mình cảm thấy là vỡ òa ra. Mà không phải cái tinh thần ấy chỉ một mình tôi đâu, mà trong hầu hết cán bộ chiến sĩ và trong toàn dân cũng như thế. Lúc đấy có thể nói là một cái thời kỳ mà chúng ta được tự hào là người Việt Nam. Tái thiết đất nước trong muôn vàn khó khăn, thời bao cấp, hàng hóa khan hiếm, thành ra cứ phải xếp hàng chỉ để mua được những thứ thiết yếu. Thế nhưng từ sau Đại hội 6 của Đảng, mọi thứ đã thay đổi. Hình ảnh dễ bắt gặp nhất là bà nội trợ xách làn đi chợ mà không còn phải lo xếp hàng. Tem phiếu và sổ gạo cũng tự dưng biến mất. Một lần nữa, Đảng ta đã khởi đầu một quá trình đổi mới. Cái thời điểm 45 là đổi đời, năm 86 cũng là năm đổi đời, theo nghĩa là ta đó là vượt qua một cái cơ chế mà nó trói buộc để là áp dụng một cái cơ chế mà mọi người đều thấy là hài lòng, mọi người đều thấy là một cái sự giải phóng nguồn lực cho đất nước, giải phóng nguồn lực cho cá nhân để mà phát triển. Nhờ đó mà cái đời sống nó được nâng lên, thực sự thoát đói giảm nghèo rất nhanh là một cái điều kỳ diệu mà thế giới phải công nhận. Cái đổi đời thứ hai là thế này, tức là chúng ta là nền kinh tế ngày xưa, nền kinh tế trói buộc và gắn liền với thị trường, là ta cũng nói luôn mở cửa hội nhập đi ra với thế giới, nó cũng hàm nghĩa là mời thế giới đến với Việt Nam. Lịch sử hào hùng được viết nên bởi bản lĩnh và trí tuệ người Việt nhiều thế hệ. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thông điệp khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong suốt chặng đường hơn 90 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Nói về lịch sử dân tộc Việt Nam, đó chính là thiên anh hùng ca về tinh thần quật khởi, ý chí quật cường, bất khuất, xả thân, là tinh thần đoàn kết trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thiên tai địch họa, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách sóng gió để đi đến những thắng lợi vinh quang, xây dựng đất nước thịnh vượng. Trong bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người lạc lõng, chối bỏ, phủ nhận sự thật lịch sử, thậm chí xuyên tạc đòi xét lại lịch sử. Họ bôi nhọ lãnh tụ của đất nước Việt Nam mà cả dân tộc và thế giới đều tôn kính, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ phủ nhận công lao, xuyên tạc về cuộc đời của Bác, chỉ trích những quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử, dù lịch sử đã chứng minh Bác chính là người đã lựa chọn ra con đường cứu nước đúng đắn nhất, áp dụng một cách khéo léo nhất, phù hợp nhất chủ nghĩa Mác Lênin vào bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Hay như đối với hai cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thế mà những đối tượng chủ yếu là những người thuộc tổ chức phản động lưu vong mang tư tưởng hận thù với dân tộc, với chế độ lại rêu rao rằng các cuộc kháng chiến ấy không mang lại gì, thậm chí là làm mất đi cơ hội cho đất nước tiếp cận với sự phát triển, văn minh. Thế nhưng nhìn lại lịch sử trăm năm về trước, câu hỏi đặt ra, khai hóa là gì mà lại vơ vét tài nguyên, thực hiện chính sách ngu dân? Văn minh gì lại được truyền bá bằng bom napalm, chất độc da cam, ấp chiến lược? Vâng, chỉ có thể là bỏ qua lịch sử, quay lưng với hiện thực mới có thể có những phát ngôn sai trái, độc địa như thế. Một đất nước thống nhất, non sông liền một dải, sau chặng đường với bao máu xương của hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ. Thế nhưng trên mạng xã hội vẫn có những luận điệu lạc lõng cho rằng đánh đuổi thực dân, Việt Nam đã đánh đuổi nền văn minh của nhân loại. Nhưng lịch sử là cho thấy điều ngược lại. Theo luật thuộc địa của chính quyền Pháp lúc bấy giờ, người Pháp là giới chủ, còn lại là cu li. Duy trì những nguyên tắc nhằm bảo tồn bằng mọi cách uy tín của những người da trắng trước bọn da vàng. Thực hiện chế